Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn thành phố. Phát huy tinh thần dân chủ thẳng thắn, tại buổi đối thoại đã có 10 ý kiến của nhân dân tập trung vào 18 vấn đề như đề nghị sửa chữa, cải tạo một số tuyến đường xuống cấp, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 38 ký ốt tại khu vực chợ Xuân Hòa, một số khu tập thể trên địa bàn phường Trưng Trắc xuống cấp trầm trọng, đề nghị chính quyền tiếp nhận và giải quyết, triển khai phương án phòng chống ngập úng, cải tạo các tuyến đường, cắt tỉa cây xanh tại khu đô thị Đồng Sơn. Tất cả những đề xuất, ý kiến kiến nghị của nhân dân đã được các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng của thành phố Phúc Yên tiếp thu và trả lời, giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị, được nhân dân đồng tình, nhất trí cao. Từ hoạt động tiếp xúc đối thoại, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ công chức viên chức trong việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, tạo sự đồng thuận cao, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Tam Dương tổ chức đại hội thành lập Hội người cao tuổi huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc cho phép thành lập Hội người cao tuổi huyện Tam Dương. Đây là tổ chức xã hội hoạt động theo điều lệ của Hội người cao tuổi Việt Nam. Hiện nay huyện Tam Dương có 19.260 người cao tuổi, chiếm 16,28% dân số toàn huyện, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Tam Dương đã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao liên thế hệ tự giúp nhau. Cùng với đó, tập hợp đoàn kết người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực như xây dựng nông thôn mới, xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, khuyến học khuyến tài, qua đó góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội người cao tuổi huyện Tam Dương gồm 15 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội thành lập Hội người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026. Ban tuyên giáo huyện ủy Vĩnh Tường phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng, Đảng ta thật là vĩ đại cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, các học viên được báo cáo viên truyền đạt nội dung của 5 chuyên đề, gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam, đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác, lịch sử cách mạng địa phương, bối cảnh tình hình và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố niềm tin, sự đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở đối với đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng học sinh gặp các vấn đề về tâm lý có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của các em. Chính vì vậy, để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025, cùng với việc tăng cường tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều trường học cũng chú trọng tập huấn về công tác tư vấn tâm lý học đường cho cán bộ, giáo viên. Xác định học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi tâm lý đang phát triển mạnh, nhận thức các vấn đề trong cuộc sống của các em chưa đầy đủ, trong khi lại chịu nhiều tác động từ xã hội và không gian mạng, áp lực học tập, cho nên dễ nảy sinh các hành động tiêu cực. Vì vậy, ngay trước thềm năm học mới, trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, thành phố Vĩnh Yên đã mời chuyên gia về tâm lý đến hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về tư vấn, giáo dục kỹ năng tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Với cái chương trình tập huấn đầu năm học này của các nhà trường thì tôi nghĩ là các nhà trường sẽ nhấn mạnh vào cái việc là làm thế nào để phát hiện và nhận diện những khó khăn tâm lý của học sinh. Đồng thời trong chương trình tập huấn đây tôi luôn cố gắng đưa ra rất nhiều các chiến lược để hỗ trợ các thầy cô giúp học sinh ứng phó với khó khăn tâm lý. Những chiến lược này cần phải phân biệt rõ những chiến lược nào là ứng phó ngay tức thời
gần như là sơ cứu những cái khó khăn tâm lý đầu tiên giai đoạn đầu cho học sinh. Và nhưng bên cạnh đó thì các thầy cô cần phải tập trung vào xây dựng những chiến lược lâu dài để có thể đồng hành, hỗ trợ và tạo ra một cái môi trường giáo dục thật sự là an toàn, thân thiện, lành mạnh để học sinh đều có thể có được cái sự khỏe mạnh. Qua buổi tập huấn, giáo viên đã nâng cao nhận thức và thấu hiểu được sự cần thiết của công tác tư vấn tâm lý, từ đó gần gũi, dễ dàng giao tiếp và hiểu học sinh, đồng thời nắm được bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn tâm lý và vận dụng vào quá trình thực tiễn, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề khó khăn tâm lý của bản thân. Buổi tập huấn ngày hôm nay có thể giúp trang bị cho các thầy cô cái kiến thức về tâm lý học đường để các cô có thể đồng hành cùng các con, nhận biết sớm và giúp các con vượt qua những cái rối loạn khi ngay từ ban đầu mà các con vướng phải, và đồng thời cũng đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tư vấn tâm lý học đường có vai trò quan trọng trong giáo dục và đào tạo hiện nay, giúp học sinh tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn trong học tập, cuộc sống. Qua đó, học sinh sẽ không cảm thấy quá căng thẳng, áp lực, nặng nề, mệt mỏi, giúp việc học tập hiệu quả hơn, cuộc sống vui vẻ hơn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các nhà trường. Nhằm tăng cường cập nhật kiến thức, nâng cao chuyên môn về chẩn đoán và điều trị đột quỵ não, từ đó ứng dụng vào thực hành lâm sàng, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phối hợp với Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình hội thảo khoa học cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ não năm 2024. Đột quỵ, tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp tính, có thể để lại nhiều di chứng nguy hiểm, thậm chí gây nguy cơ tử vong cao cho người bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Một số thể đột quỵ thường gặp là đột quỵ do thiếu máu cục bộ, đột quỵ do huyết khối, đột quỵ do xuất huyết não. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người đột quỵ, tỷ lệ tử vong khoảng 40%. Đặc biệt, số người trẻ bị đột quỵ đang có xu hướng gia tăng. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, hàng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho nhiều trường hợp bị đột quỵ nguy hiểm. Tại hội thảo, các cán bộ bác sĩ đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trong và ngoài tỉnh đã được các chuyên gia đầu ngành về điều trị bệnh đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về nguyên nhân gây đột quỵ, triệu chứng và phác đồ điều trị đột quỵ. Ưu điểm của phương pháp điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết, hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng thần kinh, vận động cho bệnh nhân sau đột quỵ. Thông qua hội thảo, góp phần cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp các bác sĩ có biện pháp xử trí nhanh và hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ tử vong cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân đột quỵ. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Giải đấu diễn ra với 4 môn, 9 nội dung thi đấu gồm bóng đá nữ, sân 7 người, cầu lông, bóng chuyền hơi nam nữ và tennis. Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, hơn 300 vận động viên đã tranh tài sôi nổi ở các nội dung thi đấu, đem đến những pha cầu hay, những đường bóng đẹp, tạo nên những trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng trong thi đấu thể thao. Giải đấu nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Qua đó giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời tiếp tục củng cố các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như quán triệt tinh thần chỉ đạo, định hướng hoạt động phong trào của huyện trong những năm tiếp theo. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp. Tham gia giải bóng chuyền hơi có sự góp mặt của 15 đội bóng với gần 200 vận động viên đến từ các xã, thị trấn và các phòng ban của huyện. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng bước vào thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những đường chuyền hay và nhiều pha bóng đẹp. Giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp huyện Lập Thạch năm 2024 góp phần giáo dục tinh thần yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.